đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Vì sao mà ông Chusie đặt niềm tin vào Công Phượng? Tiền vệ Đức Chiến và chuyện cầu thủ lên tuyển. Đình Bắc bị Hà Nội FC đá về câu lạc bộ Quảng Nam. Đình Bắc bị Hà Nội FC đá về câu lạc bộ Quảng Nam. Trang chủ đội bóng thủ đô bất ngờ thông báo về việc ngừng mượn tiền đạo Đình Bắc từ Quảng Nam. Hôm 9 tháng 3, Hà Nội FC thông báo mượn thành công Nguyễn Đình Bắc từ Quảng Nam, dự kiến trao áo 28. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô không thể đăng ký tân binh này cho trận đấu với Hàng Tỷ ở Cúp Quốc gia ngày 12 tháng 3. Theo tìm hiểu ban đầu, đội bóng thủ đô vẫn chưa thể thống nhất được điều khoản cá nhân với Đình Bắc. Sau thời gian thỏa thuận, Hà Nội FC đã quyết định dừng việc mượn Đình Bắc và trả cầu thủ này về câu lạc bộ Quảng Nam, thông báo trên trang chủ đội bóng thủ đô viết. Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc bắt đầu chuyển đến và tập luyện của đội bóng thủ đô kể từ sau vòng đấu thứ 13 Nike World V-League 2023-2024. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc trực tuyến trong những ngày vừa qua, ban lãnh đạo nhận thấy cầu thủ Nguyễn Đình Bắc không phù hợp với đội bóng. Do vậy, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội quyết định dừng mượn cầu thủ Nguyễn Đình Bắc theo thỏa thuận ban đầu và cầu thủ sẽ quay trở về câu lạc bộ Quảng Nam thi đấu. Đình Bắc trưởng thành từ lò của Sông Lam Nghệ An nhưng bị thải loại ở tuổi 14 do không đạt yêu cầu. Một năm sau, anh gia nhập đội trẻ Quảng Nam. Giữa năm 2022, Đình Bắc được đôn lên đội 1 Quảng Nam, anh ghi 8 bàn, kiến tạo 7 lần và được bầu làm cầu thủ trẻ hay nhất đội nhà khi vô địch giải hạng nhất 2023 để thăng hạng tại V-League. Đình Bắc ghi 2 bàn sau 7 trận cho Quảng Nam, phong độ ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ giúp Đình Bắc được huấn luyện viên Philippe Chaussier trao cơ hội ở tuyển quốc gia. Anh ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Việt Nam trước Philippines ở vòng loại World Cup. Tại Asian Cup 2023, cầu thủ gốc Nghệ An thậm chí còn ghi bàn vào lưới của Nhật Bản. Trước về giải đấu ở Qatar, Đình Bắc bị Văn Sĩ Sơn đẩy xuống đội trẻ tập luyện vì nhiều lần vi phạm kỷ luật đội bóng. Anh nhiều lần ngủ quên, không đi tập đúng giờ và không hội quân đúng ngày sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Vắng mặt ở 3 vòng đấu V-League, Đình Bắc được huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn tạo cơ hội được quay trở lại với đội 1. Vì sao ông Chusie đặt niềm tin vào Công Phượng? Hơn 1 năm không được thi đấu thường xuyên tại Nhật Bản, thế nhưng tiền đạo Nguyễn Công Phượng vẫn được ông Chusie đặt niềm tin ở đội tuyển Việt Nam. Chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, huấn luyện viên Philippe Chaussier vừa công bố danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam với 33 cầu thủ. Đáng chú ý nhất trong bản danh sách này là sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Công Phượng, dù cho chân sút sinh năm 1995 gần như không được thi đấu tại Yokohama suốt hơn 1 năm qua, nhưng anh vẫn được nhà cầm quân người Pháp trao cơ hội. Trước đó, đích thân ông Chusie đã sang Nhật Bản để xem dò Công Phượng trong một trận đấu dành cho các cầu thủ dự bị của Yokohama tại J-League 2. Ông Chusie đã gặp và động viên tiền đạo người Nghệ An. Từ thời điểm đó, nhiều người đã dự đoán rằng gần như chắc chắn Công Phượng được triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam. Dù là Công Phượng không có phong độ tốt nhất, nhưng anh vẫn là một trong những lựa chọn cho hàng công của đội tuyển Việt Nam ở bối cảnh tiền đạo Tuấn Hải vừa dính chấn thương lật cổ chân ở vòng 13 V-League 2023-2024. Phải nghỉ thi đấu 1 tháng. Dĩ nhiên, từ trao cơ hội lên đội tuyển Việt Nam mới được vào sân thi đấu là một câu chuyện khác nhau. Nhưng chưa bao giờ Công Phượng sáng cửa đá chính ở đội tuyển như đợt tập trung lần này. Trong chia sẻ mới đây, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đặt niềm tin Công Phượng sẽ hòa nhập nhanh nhất sau khi về nước. Duy Mạnh nói, về Công Phượng thì mọi người cũng đều thấy rồi, cũng xem các trận đấu của Công Phượng rồi. Về chuyên môn thì tất cả cũng tự nhìn nhận, không cần phải đánh giá. Phượng là một trong những người có chuyên môn rất tốt. Mong rằng Phượng sẽ thích nghi cùng anh em nhanh nhất để có được thể trạng tốt nhất cũng như có sự chuẩn bị giúp ban huấn luyện lựa chọn nhân sự cho các trận đấu khó khăn sắp tới. Giới chuyên môn cho rằng Công Phượng là cầu thủ đẳng cấp, có thái độ tập luyện chuyên nghiệp. Vì vậy mà dù ít được thi đấu tại Nhật Bản nhưng đó không phải vấn đề lớn. Nếu như được tin tưởng, Phượng vẫn là một tiền đạo nguy hiểm của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Vũ Quang Huy nhận định rằng Công Phượng không được thi đấu thường xuyên ở Nhật Bản, nhưng với một cầu thủ đẳng cấp thì việc hòa nhập với đội tuyển quốc gia không phải là vấn đề lớn. Tại hai trận đấu tới đây, trong bối cảnh tuyển Việt Nam mất đi trục dọc do nhiều trụ cột chấn thương, thì một cầu thủ có nhiều kinh nghiệm như Công Phượng là rất cần thiết. Công Phượng có thể đá cắm thay cho Tuấn Hải, nhưng cách đá của cầu thủ này thường là chim mồi và giật lùi về phía sau. Công Phượng có đầy đủ kỹ năng để chơi như vậy. Kể từ tháng 9 năm 2023, Công Phượng mới trở lại tuyển Việt Nam. Nhưng chúng ta cũng không thể nói là Công Phượng lâu không khoác áo đội tuyển thì khó đá. Đây vẫn là cầu thủ mang tới nhiều cảm xúc cho người xem. Về phần của mình, dĩ nhiên ông Chusie có lý do để triệu tập Công Phượng. Hiện tại ông Chusie phải giải quyết hai bài toán. Một là tiền đạo sinh năm 1995 gần như không được thi đấu tại Nhật Bản suốt hơn 1 năm qua. Thứ hai, Công Phượng chỉ có thể trở về nước tập trung trước đợt FIFA Day khoảng 3 cho đến 4 hôm, nên không có nhiều thời gian để tập luyện cùng với đội.
Điều quan trọng là đội tuyển Việt Nam đang thiếu đi một tiền đạo có kinh nghiệm, kỹ năng ghi bàn, khả năng tạo đột biến như Công Phượng, Tiến Linh đang lấy lại phong độ, nhưng Minh Anh là chưa đủ. Trong khi đó, những Văn Toàn, Văn Trường nhưng Mạnh Dũng không quá nổi bật, còn tiền đạo trẻ Đình Bắc lại cần phải chui rèn rất nhiều. Tiền vệ Đức Chiến và chuyện cầu thủ lên tuyển. Sau khi dự khán trận đấu ở vòng 13 V-League 2023-2024 trên sân hàng đẫy giữa Thể Công Viettel và Công An Hà Nội, ông Philippe Chaussier đã xuống sân gặp riêng tiền vệ trụ Đức Chiến và khen hết lời màn trình diễn của cầu thủ người Hải Dương. Thật không thể tin được, không thể tin được. Màn thể hiện ngày hôm nay của cậu chính xác là những gì mà tôi cần. Các tình huống xử lý trên sân đều rất hoàn hảo. Đây là cách chơi châu Âu, phải quyết đoán trong xử lý, thi đấu đầy động lực, tập trung chuyên môn, đầy đủ chiến thuật. Có thể nói, đã rất lâu rồi, vị thuyền trưởng người Pháp mới có lời khen ngợi học trò sau một trận đấu. Nên nhớ là Thể Công Viettel gần hết lượt đi mùa này chơi bết bát. Và phải đến vòng đấu thứ 13 nói trên mới vụt sáng trở lại. Trong đó có Đức Chiến, Mạnh Dũng, kiến tạo và ghi bàn. Để rồi gần như ngay lập tức, cả một dàn cầu thủ đội bóng áo lính có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị thi đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2026, gồm có Tiến Dũng, Đức Chiến, Thanh Bình, Tiến Anh, Tuấn Tài và Mạnh Dũng. Cũng ngay lập tức, dư luận tỏ ra bất ngờ và lo ngại về việc triệu tập những cái tên vừa nêu trong bối cảnh cả đội bóng sa sút từ lâu nay, và thực ra họ mới chỉ tỏa sáng trong một trận đấu mà thôi. Nên nhớ, đã có không ít chuyện cầu thủ chỉ tỏa sáng trong một vài trận rồi lại tắt ngúm như tại Asian Cup mới đây. Như Đình Bắc rực sáng trong trận đấu gặp Nhật Bản dù dính chấn thương, kể cả Tuấn Hải cũng không thể đủ sức để tỏa sáng sau đó, như là trong trận đấu gặp kình địch Indonesia. Không hiếm chuyện có những người vừa được gọi là cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ, nghĩa là chỉ chơi hay khi gặp đối thủ yếu, còn gặp đội ngang cơ hoặc mạnh hơn thì bất lực toàn tập. Thực ra Chiến là cái tên không mới trong làng bóng đá Việt. Do chấn thương nên anh không có mặt tại Asian Cup mới đây. Mùa giải trước thì Công Viettel về đích thứ 3, có công lớn của tiền vệ này cả trong phòng ngự từ xa, tổ chức tấn công lẫn cái duyên ghi bàn. Đây là mẫu cầu thủ mạnh mẽ, quyết đoán, rất thích hợp với vai trò đánh chặn từ giữa sân, đồng thời có thể dâng cao gây áp lực, có thể sút xa ghi bàn như là một thói quen ưa thích. Chuyện Thể Công Viettel đánh mất mình lâu nay có lý do của việc tuyến giữa với Đức Chiến, Hoàng Đức chơi không tốt. Vậy việc anh cùng đồng đội chơi cực tốt mới đây có phải là phút giây thăng hoa hiếm thấy hay là một sự trở lại đúng lúc? Phong độ nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi như người ta thường nói. Tất nhiên câu trả lời còn phải chờ thời gian, chờ thực tế. Còn giờ đây khi mà Tuấn Anh không được gọi, tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam gặp dàn cầu thủ châu Âu thi đấu cho Indonesia, đương nhiên cần những mẫu cầu thủ có thể đáp ứng được cách chơi châu Âu như cách mà ông Chaussier nói với Đức Chiến trên đây. Rất có thể Đức Chiến sẽ được bố trí cùng với những cầu thủ có nền thể lực tốt như Thái Sơn, kinh nghiệm trận mạc như Hùng Dũng hay người đồng đội Hoàng Đức để hóa giải tuyến giữa giàu sức mạnh của đối phương. Trường hợp Mạnh Dũng tỏa sáng trong trận đấu ở vòng 13 nói trên, rồi được gọi ngay lên đội tuyển cũng có vài sự nghi ngờ đâu đó. Khi một Tuấn Hải dính chấn thương, đội tuyển Việt Nam thiếu đi một tiền đạo cơ động và nhanh nhạy. Mạnh Dũng thì có chiều cao lý tưởng, là người ghi bàn duy nhất tại chung kết SEA Games 31 trước U23 Thái Lan. Dĩ nhiên không thể là một tiền đạo thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Dù cho lâu nay anh không chứng minh được gì nhiều tại Thể Công Viettel, thông thường một trận đấu hay là không đủ để đặt cược niềm tin ở một trận đấu lớn ngày sau đó. Nhưng với Mạnh Dũng, rõ ràng là mọi điều đều có thể khi mà niềm tin đang trở lại và có sự hỗ trợ của nhiều đồng đội tại câu lạc bộ khi cùng lên tuyển. Cần lưu ý là khi hết lời khen Đức Chiến thì ông Chaussier vẫn thòng một câu, dù được đá hay không được đá, nghĩa là chưa thể khẳng định được điều gì ở phía trước. Trên thực tế, chưa bao giờ ông thầy người Pháp xếp sẵn cho ai đó đá chính, một cách để tạo động lực phấn đấu cho từng học trò. Ông từ không xếp Hoàng Đức vào đội hình Asian Cup là ví dụ nhãn tiền, dù biết chắc là anh sẽ được tin cậy bầu chọn của bóng vàng 2023. Cần phải nhớ là ông Chaussier luôn chủ trương đi tìm sức mạnh tập thể, gắn kết đồng đội trên cơ sở, mỗi cầu thủ phải quyết đoán trong xử lý, thi đấu đầy động lực và tập trung tuân thủ chiến thuật. Câu chuyện của Đức Chiến đem lại niềm vui, động lực phấn đấu cho không chỉ cầu thủ này mà cả những người được gọi. Chuẩn bị được gọi tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam hiện nay và sắp tới, có thể vẫn còn những nghi ngại nào đó về việc ông Chaussier chỉ theo dõi được một vài trận đấu ở V-League hay cúp quốc gia rồi khen ngợi rồi gọi lên tuyển vội vàng. Thực ra mọi việc không đơn giản như vậy khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như ban huấn luyện đội tuyển có hẳn một danh sách, một kế hoạch chương trình cụ thể, thường xuyên theo dõi, đánh giá một cách khoa học từng cầu thủ giỏi, từng vị trí để bổ sung, để cân nhắc và quyết định khi cần thiết. Riêng với các cầu thủ Thể Công Viettel, điều này luôn có cơ sở vì đây là một lò đào tạo đội bóng có quyền truyền thống bậc nhất bóng đá Việt Nam. Phong độ đội bóng có thể chầy sụt nhưng đẳng cấp của họ là điều không thể bàn cãi, nghi hoặc bất cứ lúc nào.